Hallelujah. Lời khen và cảm tạ ơn Chúa. Thank you, brothers. Buổi chiều ngày nay tôi sẽ cùng chia sẻ với mấy chị em về ân tứ tiên tri của Chúa của chúng bạn ta. I would like to share with you about the gifts of the Holy Spirit. And one of the gifts I emphasize today is the gift of prophecy. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu số 1 đến câu số 11 chúng ta cùng xem nếu chúng ta có kinh thánh ở bên cạnh mình. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 11. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Tôi sẽ đọc lời Chúa. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm với Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau nhưng cũng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Và trong người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin. Cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý muốn Ngài phân phát sự ban cho riêng cho mỗi một người. Amen. Hallelujah. Một lần nữa trước khi học về Chúa, tôi sẽ cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều về ân điển và sự thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa, con cầu nguyện để xin lời của Ngài sẽ đến với chúng con trong giờ phút này đây và soi sáng để chúng con hiểu được lẽ thật và trong lời của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa ông bà anh chị em, Hội Thánh Corinto do sứ đồ Phaolô thiết lập và ông có nói với Hội Thánh rằng ông không muốn Hội Thánh không biết về các cái ân tứ thiêng liêng siêu nhiên từ nơi Chúa. Đó. Ngay từ trong câu số 1 ông nói rằng là tôi không muốn anh em chẳng biết gì về sự ban cho thiêng liêng. Cái từ ban cho ở đây trong tiếng Anh nó là gift, có nghĩa là quà tặng. Đó là một cái quà tặng siêu nhiên, quà tặng thiêng liêng từ thiên đàng, từ nơi Đức Thánh Linh ban cho. Và trong đây thì ông có liệt kê đến 9 cái quà tặng siêu nhiên mà trong tiếng Việt chúng ta hay gọi là ân tứ. Đó, đó là ân tứ nói tiếng lạ, nói các thứ tiếng. Thứ hai là ân tứ nói tiên tri. Thứ ba là ân tứ thông giải tiếng lạ, và chúng ta có ân tứ nói tiếng lạ thì có ân tứ thông giải tiếng lạ. Ân tứ thứ tư đó là ân tứ đuổi quỷ, chữa bệnh, ân tứ phân biệt các thần, ân tứ nói lời khôn ngoan, ân tứ nói lời tri thức và ân tứ đức tin. Tổng cộng là có 9 ân tứ Thánh Linh được ghi lại ở trong đây. Đó là những cái ân tứ siêu nhiên hoàn toàn đến từ nơi Chúa, không do học hỏi, cũng không phải do rèn luyện, nhưng mà hoàn toàn là sự ban cho siêu nhiên từ nơi thiên đàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có đi hết tất cả 9 ân tứ Thánh Linh được đề cập ở trong sách Cô-rinh-tô, và chỉ có đề cập nhấn mạnh tới một ân tứ, đó là ân tứ nói tiên tri. Chúng có thể để xem thêm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất 14 câu số 1 đến câu số 5. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, we can look more on 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 5. Chúng ta cùng xem. Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Sự ban cho ở đây là nói đến ân tứ ạ, nói đến cái quà tặng. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, xong tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Ngay trong câu số 1 thì sứ đồ Phaolô nói rằng là ông khuyến khích hội thánh là hãy tìm kiếm các ân tứ thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri. Đầu câu số 1 đó là cái điều quan trọng vô cùng, đó là tình yêu thương. Và
ông dành cả cái chương 13 nằm giữa chương 12 và chương 14 để nói đến tình yêu thương là quan trọng hơn tất cả các ân tứ, vì nếu như không có tình yêu thương thì các ân tứ có thể bị lạm dụng, nhưng mà với tình yêu thương thì ân tứ nó sẽ được cân đối hơn. Và những người nhận được ân tứ khi vận hành trong tình yêu thương thì sẽ đem lại lợi ích cho hội thánh của Chúa. Nhưng mà không phải chỉ tình yêu thương, ông còn nói rằng là hãy ước ao các sự ban cho thiên liêng. Tức là nếu như chúng ta chưa có các 9 ân tứ thánh linh đó, hoặc mới chỉ có một trong 9 ân tứ đó, thì sứ đồ Phaolô khuyến khích chúng ta hãy tìm kiếm thêm, cầu nguyện để Chúa ban cho nhiều ân tứ hơn nữa, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. Ông ở đây nói là đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. Và lý do tại sao ông giải thích ân tứ tiên tri lại quan trọng. Và câu số 2 đến câu số 5 ông nói rằng là nếu như người nói tiếng lạ thì là không phải nói với con người, nói với Chúa Trời. Nhưng mà người nói tiên tri thì lại là nói với con người để gây dựng, để khuyên bảo, để an ủi. Cho nên là cái người nói tiên tri ấy thì nó rất là khích lệ, rất là gây dựng và đem lại nhiều cái sự thay đổi cho cái người nghe. Trong đó khi đó cái người nói tiếng lạ mà không thông giải thì chỉ một mình với Chúa hiểu thôi. Còn nếu trong trường hợp người nói tiếng lạ mà nói trước hội thánh thì phải có người thông giải, thì người khác mới có thể hiểu được cái thông điệp tiếng lạ đó. Nhưng khi thông điệp tiếng lạ được thông giải ra bằng tiếng mẹ đẻ, những người khác hiểu được, thì đó cũng là một sự điệp tiên tri từ nơi Chúa. Và đây chúng ta xem trên câu số 5: tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em đều nói lời tiên tri. Như vậy chúng ta thấy là ông khao khát cho hội thánh, cả hội thánh đều được nói tiên tri là điều vô cùng tốt lành cho hội thánh. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là qua hai cái phân đoạn kinh thánh này thì ý muốn của Chúa đó là Ngài ban các ân tứ của Đức Thánh Linh cho hội thánh của Chúa. Và những người nào có thể nhận được các ân tứ này, chúng ta không cần phải trở thành một người cơ đốc nhân trưởng thành chúng ta mới nhận được các ân tứ thánh linh. Chúng ta không cần phải trải qua một trường thần học nào thì chúng ta mới có thể vận hành trong các ân tứ thánh linh. Mà ân tứ thánh linh dành cho những người tin. Chúng ta hãy nhớ hội thánh Corinto là hội thánh mới tin Chúa, nhưng thánh linh của Chúa đã giáng xuống cho họ ngay vào cái giờ phút họ tin Chúa rồi. Và vì họ chưa trưởng thành trong thuộc linh cho nên là có rất là nhiều cái sự lộn xộn khi họ vận hành các cái ân tứ ở trong đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không có nói rằng là hội thánh phải chờ cho tới khi nào trưởng thành thì mới được nhận ân tứ, mà ngay khi họ tin nhận Chúa Giêsu thì các ân tứ đó đã được ban cho rồi. Thì các ân tứ này không có giới hạn giới tính, không có giới hạn độ tuổi, không có giới hạn chức vụ. Bất cứ người nào có đức tin và có sự khao khát thì đều có thể nhận lãnh và vận hành cho các ân tứ của Chúa. Cho nên câu hỏi mà tôi đặt trong bài anh chị em đó là: chúng ta đã tin Chúa Giêsu chưa? Nếu chúng ta có đức tin thật như Chúa Giêsu thì chúng ta đủ điều kiện để tiếp nhận các ân tứ từ nơi Ngài. Và thứ hai, nếu như chúng ta có ít ân tứ thì chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa, đổ lòng ra khao khát cầu xin Ngài ban cho chúng ta nhiều các quà tặng thiêng liêng từ trên trời nữa, thì chúng ta sẽ nhận được điều đó từ nơi Chúa. Ân tứ tiên tri là gì? Ân tứ tiên tri, cái bản thân từ tiên tri hay giúp cho chúng ta hiểu đó là nói về tương lai. Đó cũng là một phần của ân tứ tiên tri. Nhưng mà tiên tri không phải chỉ nói về tương lai. Một người vận hành trong ân tứ tiên tri thì những cái điều thuộc về quá khứ và cả thuộc về hiện tại lẫn thuộc về tương lai được bày tỏ ra trước mặt người đó. Hay nói cách khác là cái người vận hành trong ân tứ tiên tri thì cái lỗ tai thuộc linh của người đó rất là nhạy bén, là người đó có thể nghe được tiếng phán của Chúa và sau đó truyền thụ lại cái thông điệp đó cho hội thánh và cho tín hữu. Nó được ví sánh như là một phát ngôn viên. Cái người này tự không có được những cái lời đó, nhưng thánh linh của Chúa đã nói vào trong tâm linh người đó, và người đó chỉ là cái công cụ để truyền thụ lại những gì được nghe từ nơi Chúa cho hội thánh, được nghe từ nơi Chúa cho cá nhân, cho thành phố, cho đất nước hoặc cho thế giới. Chúng ta có thể ví như là cái loa phóng thanh, và bạn, cái người đấy là cái công cụ của Chúa để truyền tải thông điệp từ nơi Ngài. Ân tứ tiên tri không phải là một ân tứ chỉ tồn những ân tứ một trong những ân tứ chỉ tồn tại trong thời kỳ các sứ đồ, và đó là một những cái sự thông giải kinh thánh
rất là gượng ép. Một số người họ không tin vào sự vận hành của các ân tứ thánh linh và họ cho rằng các ân tứ đã được chấm dứt trong thời kỳ các sứ đồ. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta không chỗ nào trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là ân tứ đó đã chấm dứt. Ngược lại, các hội thánh thời kỳ đầu tiên đều được vận hành trong các ân tứ tiên tri cho đến thời kỳ hội thánh bước vào trong cái giai đoạn của tổ chức và xây dựng những ngôi giáo đường, không còn sự vận hành của Đức Thánh Linh thì lúc đấy ân tứ của Chúa không còn được vận hành nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là Chúa đã chấm dứt không còn ban ân tứ cho hội thánh của Ngài. Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi, và Đức Thánh Linh cũng tương tự như vậy. Đức Thánh Linh ngày hôm qua đến ngày hôm nay đến đời đời vẫn không hề thay đổi. Nếu như ngày hôm nay Đức Thánh Linh đang ở trong mỗi chúng ta, Đức Thánh Linh đang ở trong hội thánh, thì Đức Thánh Linh của Ngài vẫn còn ban các ân tứ để cho hội thánh của Chúa được vận dụng. Nếu như các ân tứ này không cần thiết thì Chúa đã không ban cho hội thánh. Có một số người nói rằng là ô thế ai cần thì cần, thì tôi không cảm thấy cần các ân tứ thánh linh. Anh chị em ơi, đó là những tư tưởng sai chệch. Nếu như mà Chúa đã ban cho hội thánh thì điều đó có nghĩa là hội thánh cần sử dụng đến ân tứ này. Nếu như Chúa không thấy cần thiết thì Chúa đã không ban. Như vậy Chúa đã thấy cần thiết, chúng ta là ai mà chúng ta nói rằng mình không cần đến các ân tứ thiêng liêng từ nơi Chúa? Anh chị em ơi, sứ đồ Phaolô là người đầy ơn từ nơi Đức Chúa Trời, và bản thân ông còn khuyến khích hội thánh là hãy khao khát, hãy tìm kiếm để được các cái ân tứ thiêng liêng từ nơi Ngài. Và bản thân sứ đồ vĩ đại như vậy còn khuyến khích hội thánh của Chúa tìm kiếm các ân tứ. Chúng ta là ai? Chúng ta dù là mục sư, là giáo sư, là gì chăng nữa mà giảng dạy ngược lại cái lời Kinh Thánh thì chính chúng ta là những người đi đang đi ngược lại cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong sách Giăng đoạn 16 câu số 13 lời mà chính Chúa Giêsu đã bày tỏ về vai trò của Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 16 câu số 13: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thần lẽ thật đây là chỉ đến Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói điều mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ xảy đến. Chúng ta xem câu Kinh Thánh này rất là quan trọng. John 16 verse 13: when the Spirit of truth comes, he will lead you into all truth, and he will tell you about the future. Chúng ta thấy đây nhá, là có hai phần mà Chúa Giêsu bày tỏ về Đức Thánh Linh. Đó là khi Ngài đến thì Ngài sẽ dẫn các môn đồ, những người theo Chúa vào mọi lẽ thật. Như vậy vai trò đầu tiên mà được đề cập đây của Đức Thánh Linh đó là giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh. Và nếu như không có Đức Thánh Linh soi sáng thì quyển Kinh Thánh chúng ta đọc sẽ chỉ là một quyển sách đạo đức mà thôi. Nhưng mà với sự soi sáng của Thánh Linh thì chúng ta còn hiểu những cái lẽ thật ẩn chứa đằng sau những con chữ đó. Và cái đặc điểm thứ hai, cái vai trò thứ hai của Đức Thánh Linh mà rất ít người chú ý tới khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đó là Ngài sẽ bày tỏ cho các ngươi về tương lai những sự sẽ xảy đến, phải không ạ? Ngài sẽ bày tỏ cho các ngươi về tương lai. Chúng ta thấy không ạ? Bao nhiêu người trong chúng ta khi chúng ta đọc, chúng ta chú ý đến phần 2 của câu Kinh Thánh này: Đức Thánh Linh được ban xuống để bày tỏ cho chúng ta biết về tương lai. Anh chị em ơi, Thánh Linh được ban xuống để bày tỏ cho chúng ta biết về tương lai. Như vậy ý muốn của Chúa không phải là cho chúng ta mù mịt về tương lai. Không, Ngài đến để bày tỏ chúng ta biết về những sự sẽ xảy đến ở trong tương lai. Như vậy, bất cứ một người nào có sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong thì người đó đều có đủ điều kiện để lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh bày tỏ về những sự sẽ xảy đến ở trong tương lai. Chúng ta đều biết một điều rằng tương lai nằm ở trong tay Chúa. Tương lai nằm ở trong tay Chúa, nhưng mà Kinh Thánh cả Thư Ước và Tân Ước thì nói cho chúng ta biết rằng Chúa bày tỏ tương lai trước cho con cái của Ngài, cho đầy tớ của Ngài. Trong sách A-mốt thì nói rằng là Đức Chúa Trời không làm một việc gì mà không bày tỏ trước cho các tiên tri, là các đầy tớ của Ngài, là các tiên tri. Chúa không làm bất cứ một việc gì mà trước nhất không bày tỏ cho các tiên tri, là các đầy tớ của Ngài. Anh chị em hãy nhìn vào điều này, từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước chúng ta đều thấy rằng là tất cả mọi sự xảy đến đều được sự bày tỏ trước của Ngài hết. Chúa dùng các tiên tri, các tôi tớ Ngài để bày tỏ những sự sẽ xảy đến.
Huống chi bây giờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong tấm lòng của chúng ta. Và Thánh Linh là đời đời, Thánh Linh là ở trong quá khứ, ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Đối với con người chúng ta thì có khái niệm về thời gian trong ba quãng: quãng của quá khứ, quãng của hiện tại và quãng của tương lai. Nhưng mà đối với Thiên Chúa là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại thì không có cái khái niệm về quá khứ, không có khái niệm về tương lai, mà đối với Ngài luôn luôn là hiện tại. Cho nên khi chúng ta ngước vào trong mối quan hệ với Thánh Linh, Đức Chúa Trời, thì cõi đời đời của Chúa được bày tỏ ra cho chúng ta, anh chị em ơi. Khi chúng ta không nhận được sự bày tỏ của Chúa cho tương lai, điều đó không có nghĩa rằng Chúa không bày tỏ, mà tâm linh của chúng ta chưa học cách để nhạy bén với tiếng phán và sự bày tỏ từ nơi Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ xem lời Chúa ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có vô vàn những câu chuyện ở trong Cựu Ước nói về việc Chúa bày tỏ về tương lai. Chúng ta nhớ câu chuyện trong Sáng Thế Ký, khi Chúa bày tỏ cho Abraham về sự hủy diệt của thành Sodom và Gomorrah. Rồi Chúa bày tỏ trước cho Abraham biết rằng dòng dõi của ông sẽ ngụ ở trong xứ không thuộc về mình. Do đó chúng ta biết là đó là xứ Ai Cập trong vòng 400 năm. Và tất cả những điều đó đã xảy ra. Rồi Chúa bày tỏ trước cho Abraham về người con trai đầu tiên của ông, đó là Ishmael. Và bạn sẽ trở thành sẽ trở thành từ Ishmael sẽ sản sinh ra những vị vua và trở thành vị, cũng là một trong những vị công hầu. Chúng ta thấy rằng là và vô vàn các lời tiên tri khác ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa đều dùng các tiên tri. Nếu chúng ta đọc sách Các Vua, sách Sử Ký, sách Samuel thì chúng ta thấy ghi lại liệt kê về các đời vua cũng như là các tiên tri sống ở trong các thời đại đó. Thì Chúa trước khi Ngài đem sự hủy diệt đến cho dân sự thì Ngài đều dùng các tiên tri để đem lại sự cảnh tỉnh cho dân tộc. Nếu như dân sự ăn năn thì cái lời cảnh tỉnh đó, cái tai họa mà Chúa báo trước đó sẽ được cất đi. Nhưng nếu họ không ăn năn thì cái tai họa đó chắc chắn sẽ đến. Bây giờ chúng ta phải xem một cái ví dụ như sau ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 17 đến câu số 18. Đây là câu Kinh Thánh nói về thời kỳ của tiên tri Eli. Eli thì sống cùng thời đại với vị vua Ahab và vợ của ông tên là Jezebel. Vua Ahab là một người gian ác, lấy một bà vợ gian ác. Hai sự gian ác lại cộng lại với nhau tạo nên một cái sự gian ác vô cùng lớn lao ở tại đất nước Israel trong giai đoạn đó. Và vì cái sự gian ác của hai vợ chồng Eli, Ahab và Jezebel, và Đức Chúa Trời Ngài đã hình phạt xứ sở, và Chúa đã dùng tiên tri Eli để đem lại cái sự hình phạt đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem Gia Cơ đoạn 5 câu số 17 đến câu số 18. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Sứ đồ Gia Cơ nhắc lại câu chuyện của quá khứ, đó là câu chuyện của tiên tri Eli. Ông nói rằng khi Ahab cưới người nữ ngoại bang là Jezebel, đem cái việc thờ thần tượng vào trong xứ sở Israel là đất thánh, chấp thuận cho tất cả những cái điều gian ác xấu xa tồn tại trong đất nước Israel, thì Chúa đã dùng tiên tri để nói cái sự đoán phạt của Chúa đó là gì? Trong vòng 3 năm rưỡi không có mưa. Anh chị em hãy tưởng tượng 3 năm rưỡi không có mưa, liệu chúng ta có thể sống được không? Và điều đó đã trở thành hiện thực. Và sau đó thì ông lại nói tiên tri rằng là mưa sẽ quay trở lại. Khi ông nói tiên tri thì không có dấu hiệu nào về mưa hết. Tiên tri là nói trước những điều sẽ xảy đến. Và tất cả những lời tiên tri của Eli đều đã ứng nghiệm hết. Và một loạt các tiên tri khác ở trong Cựu Ước, chúng ta đều thấy rằng là Chúa dùng các tiên tri để nói trước về những sự sẽ xảy đến. Bây giờ chúng ta sang đến phần Tân Ước, Kinh Thánh nói gì về ân tứ tiên tri? Và ân tứ tiên tri còn tồn tại trong Tân Ước hay không?
Trong Côrintô thứ nhất đoạn 14 câu số 3. In 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Chúng ta cùng xem. Côrintô thứ nhất đoạn 14 câu số 3. Chức năng của các tiên tri đó là làm cho mạnh mẽ, khích lệ và an ủi. Có ba đặc điểm ở đây được nói đến ân tứ tiên tri trong sách Côrintô thứ nhất, đó là người mà vận hành trong ân tiên tri thì người đấy sẽ làm mạnh mẽ thân thể của Chúa, người đấy sẽ đem lại sự khích lệ cho thân thể của Chúa, và người đó cũng đem lại sự an ủi cho thân thể của Chúa. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri, cái người vận hành trong ân tứ tiên tri không phải chỉ giới hạn ở trong những lời khích lệ, những lời an ủi, nhưng mà người vận hành trong ân tứ tiên tri thì có thể đem cả sự phán xét của Chúa đến nữa. Chúng ta có thể thấy cái trường hợp này ở trong sách Công vụ đoạn 5 về Anania và Sapphira. Kinh Thánh ghi lại cái câu chuyện hai vợ chồng bán một mảnh đất, sau đó đem dâng cho các sứ đồ. Và hai người cùng với nhau, đồng ý với nhau dâng một nửa số tiền bán được, nhưng nói dối rằng đấy là tất cả những số tiền mình bán được mà dâng lên cho các sứ đồ. Sau đó trước sự hiện diện của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ nói với người vợ, nói với Sa-phi-ra: tại sao ngươi dám lừa dối Đức Thánh Linh? Ngươi bán số tiền đó chỉ là một nửa, nhưng ngươi lại nói rằng đấy là ngươi dâng một nửa, nhưng ngươi lại nói đó là tất cả. Anh chị em hãy suy nghĩ, làm thế nào mà Phi-e-rơ biết được cái sự thật giấu kín giữa hai vợ chồng đó? Bởi vì cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh đến khiến cho Phi-e-rơ biết rằng người này đang nói dối. Và sau đó thì Phi-e-rơ đã nói một cái thông điệp về sự phán xét của Chúa: vì ngươi nói dối Đức Thánh Linh cho nên ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Sau đó Sa-phi-ra đã tắt hơi ngay trước mặt mọi người. Sau đó người chồng đi về đến hội thánh và cũng nói lại một điều tương tự như vậy, bởi vì ông không biết chuyện gì vừa xảy ra, không biết rằng là vợ mình đã chết. Và ông nói với Phi-e-rơ rằng là đây là tất cả số tiền mà chúng tôi bán được, chúng tôi dâng lên chức vụ của các ông. Phi-e-rơ mới nói rằng là tại sao các ngươi dám cộng mưu với nhau để thử Đức Thánh Linh? Kìa, người chôn vợ người vẫn chưa về đâu, sẽ chôn người luôn một thể. Và sau đó người chồng đó cũng tắt hơi và chết trước mặt cả hội thánh, và làm cho cả hội thánh đều rất là run sợ trước cái trường hợp đó. Anh chị em thấy không ạ? Sứ đồ Phi-e-rơ lúc này không có an ủi, không có khích lệ, nhưng mà lúc này sứ đồ Phi-e-rơ lại vận hành trong ân tiên tri để đem lại sự phán xét của Chúa, khiến cho cả vợ chồng đó lừa dối Đức Thánh Linh đã chết ngay ở trong hội thánh. Lời tiên tri trong Cựu Tân Ước và lời tiên tri trong Cựu Ước không có gì khác biệt hết. Chức vụ tiên tri trong Cựu Ước cũng như chức vụ tiên tri trong Tân Ước không có gì thay đổi hết. Chức vụ tiên tri trong Cựu Ước như thế nào thì chức vụ tiên tri trong Tân Ước cũng tương tự như vậy. Tiên tri trong Cựu Ước cũng đem lại sự kích lệ, cũng đem lại sự gây dựng, đem lại sự an ủi. Tiên tri trong Tân Ước cũng như vậy. Lời người tiên tri, chức vụ tiên tri trong Cựu Ước đem lại sự phán xét, chức vụ cho tiên tri trong Tân Ước cũng đem lại sự phán xét. Chức vụ tiên tri trong Cựu Ước nói về tương lai, và chức vụ tiên tri trong Tân Ước cũng nói về tương lai. Chúng ta cùng xem một câu chuyện khác được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 21 câu 7 đến câu số 11. Acts chapter 21 verse 7 to 11. Chúng ta cùng xem. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Tyre sang thành Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Caesarea vào nhà Philip, là người giảng tin lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó.
người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta nhìn ạ. Ông Philip có bốn người con gái hay nói tiên tri. Nếu chức vụ tiên tri, sự vận hành trong tiên tri không còn ở trong thời kỳ cựu ước nữa thì tại sao ở đây lại nói rằng là con gái Philip, bốn người con gái đều nói tiên tri hết? Và chúng ta xem tiếp câu số 10. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri khác tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Lại xuất hiện một nhân vật tiên tri nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là tiên tri trong cựu ước rất nhiều và tiên tri trong thời kỳ tân ước cũng rất là nhiều. Mà tôi nghĩ còn nhiều hơn trong thời kỳ cựu ước, bởi vì khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì đổ xuống trên tất cả mọi người, nam nữ già trẻ, trai gái đều được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Cho nên hội thánh thời kỳ đầu tiên họ đều vận hành rất mạnh mẽ trong ân tứ tiên tri này. Chúng ta hãy xem câu số 11. Người đến thăm chúng ta rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng này là lời của Đức Thánh Linh phán. Ở đây chúng ta thấy là ông không nói là tôi cảm nhận gì cả, ông nói lời của Đức Thánh Linh phán, khẳng định đây là lời từ nơi Chúa. Khi chúng ta chỉ nói rằng là tôi cảm nhận khi mình không biết rõ điều đó đến từ nơi Chúa, từ nơi mình hay từ nơi ma quỷ. Bởi vì có ba cái luồng thông tin đến với tâm trí của chúng ta, hoặc đến từ Thánh Linh, hoặc đến từ nhận thức cá nhân, hoặc đến từ ma quỷ. Và khi chúng ta không rõ được cái chắc chắn được cái nguồn thông tin mình đang nghe đến từ Chúa hay từ mình hay từ ma quỷ, thì tốt hơn hết chúng ta không có nói đến từ Thánh Linh mà chúng ta nói tôi cảm nhận. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nhìn xem Gabus không nói tôi cảm nhận, ông khẳng định lời của Đức Thánh Linh phán. Phán điều gì? Tại thành Jerusalem, dân Giu-đê sẽ trói người này, có trói người có dây lưng như thế này mà nộp trong tay người ngoại đạo. Ông lấy dây lưng của Phao-lô và dùng cái đó làm hành động tiên tri để nói về những gì sẽ xảy đến với Phao-lô, anh chị em ơi. Cho nên lời tiên tri không phải chỉ khích lệ gây dựng đâu, lời tiên tri còn là lời phán xét, lời tiên tri còn chỉ về tương lai nữa. Mà ngược lại, chúng ta có cả một sách khải huyền để nói về tương lai. Sách khải huyền được viết khi nào? Sách khải huyền được viết bởi sự mặc khải của Chúa cho sứ đồ Giăng cách đây 2000 năm khi ông ở đảo Bát Ngô, và nói tiên tri về thời kỳ của chúng ta này đang sinh sống đây và thời kỳ tận thế. Cho nếu chúng ta nghĩ rằng tiên tri trong thời kỳ tân ước chỉ khích lệ với gây dựng thôi là chúng ta đã tin sai rồi. Lời tiên tri có thể là gây dựng, khích lệ, an ủi, nhưng nó không phải chỉ giới hạn ở điểm đó, còn mở rộng ra rất là nhiều điều khác nữa, có thể đem lại một sự phán xét của Chúa làm cho người ta sẽ chết ở trước hội thánh như trường hợp của Anania và Samia. Lời tiên tri có thể đem lại những cái lời nói trước về tương lai giống như trường hợp của Phao-lô ở đây. Và tôi muốn nói một chút nữa về hành động tiên tri. Tại sao Gabus phải lấy dây thắt lưng mà ông chỉ đơn giản chỉ nói mà thôi? Đó là những hành động tiên tri. Chúng ta nhớ rằng trong thời kỳ cựu ước, những hành động tiên tri luôn luôn được xảy ra. Có khi Chúa nói với các tiên tri phải làm những cái hành động nào đó để mô phỏng về những gì Chúa sẽ làm đối với dân Israel. Đó gọi là hành động tiên tri. Chúng ta thấy trong trường hợp của Gideon thì Chúa bảo ông làm gì? Đập cái bình nước xuống. Tại sao phải làm cái hành động thừa như vậy? Nhưng mà đó là hành động tiên tri để nói về khai phóng quyền năng của Chúa, về nói về sự thất bại của quân thù. Và rất nhiều các tiên tri khác, tiên tri Jeremy cũng phải làm những cái hành động tiên tri. Rồi ngay cả tiên tri OC cũng phải làm những hành động tiên tri. Khi Chúa bảo với ông rằng hãy đi lấy người gái mại dâm về làm vợ, sau đó ông đi lấy về người vợ ông lại tiếp tục đi ngoại tình. Và Chúa lấy cái hình ảnh đó để nói về những cái gì mà dân Israel làm với Chúa, giống như là người vợ của OC đã làm với OC.
hành động tiên tri để giúp cho chúng ta hiểu về cái thông điệp tiên tri. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở đây Gamacus đã làm một hành động tiên tri, lấy dây thắt lưng ra để nói tiên tri về việc Phaolô sẽ bị bắt bớ. Anh chị em ạ, đôi khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa bày tỏ chúng ta một hành động tiên tri nào đó, chúng ta phải hành động theo cái hành động đó, theo cái điều Chúa bày tỏ đó. Chúng ta cùng xem tiếp là Chúa. Bây giờ tôi sẽ đề cập đến một cái câu hỏi rất là quan trọng. Làm thế nào để chúng ta nhận biết được đâu là một tiên tri thật và một tiên tri giả? Chúng ta xem sách Phục Truyền đoạn 18 câu số 22. Deuteronomy chapter 18 verse 22. Sách Phục Truyền đoạn 18 câu 22. Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời nói, lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán, kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Để chúng ta hãy xem lại, hãy để ý kỹ câu thánh này. Kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời nói người không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán, kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Okay. Việc đầu tiên tôi muốn cho ông bà anh chị em chúng ta phân biệt, đó là phân biệt giữa lời tiên tri và người tiên tri. Chức vụ tiên tri đến từ nơi Chúa, nhưng vị tiên tri đó có thể nói từ sự kiêu ngạo của mình trong một hoàn cảnh nào đó, thì ở đây là Chúa nói rằng khi một vị tiên tri của Chúa mà vì sự kiêu ngạo của mình mà nói ra, tự tạo ra những cái lời mình nói, thì lúc đấy á, thì cái lời đó là không được chấp nhận đó. Và cái dấu hiệu để nhận biết đó là cái lời đó không ứng nghiệm. Việc đầu tiên chúng ta, dấu hiệu đầu tiên để giúp chúng ta phân biệt được, đó là xem những lời tiên tri mà một người nói đó có ứng nghiệm hay không. Nếu như người này nói mình là tiên tri mà 10 lời tiên tri nói ra đều sai cả 10, thì đó không phải là người có ân tứ tiên tri. Cái dấu hiệu thứ hai để giúp cho chúng ta phân biệt mà Chúa Giêsu có đề cập, đó là xem trái thì biết cây. Chúa Giêsu nói rằng là cây tốt thì không sinh ra trái xấu, và cây xấu thì không sinh ra trái tốt. Như vậy nhờ trái của nó mà chúng ta có thể biết cây. Đây là trong hội thánh Chúa thiết lập các chức vụ. Trong Ê-phê-sô, trong Ê-phê-sô đoạn thứ 4, tôi xin đọc lời Chúa: ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Có 4 chức vụ được đề cập ở đây: thứ nhất là sứ đồ, thứ hai là tiên tri, thứ ba là nhà truyền giảng phúc âm, thứ tư là mục sư, và thứ năm là giáo sư. 5 chức vụ này khác với 9 ân tứ thánh linh được đề cập ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Các ân tứ thánh linh có thể được ban cho tất cả các tín hữu, thậm chí cả những người mới tin Chúa.
thậm chí cả những người còn rất là non trẻ, thậm chí cả những người chưa trưởng thành, Chúa vẫn ban ơn tứ cho họ. Nhưng mà năm chức vụ này không phải là dành cho tất cả mọi người, mà dành cho một số người đặc biệt được Chúa chỉ định. Ở đây chúng ta thấy là có sứ đồ, có tiên tri, có nhà truyền giảng phúc âm, có mục sư và có giáo sư. Thường thường chúng ta chỉ nhắm tới chức vụ tiên tri và chúng ta nói người này là tiên tri giả hay người này là tiên tri thật. Nếu như đã có cái gì thật thì sẽ có cái giả. Nếu có tiên tri giả thì cũng sẽ có sứ đồ giả. Nếu có tiên tri giả cũng sẽ có mục sư giả. Nhưng mà ít khi chúng ta chú ý tới điều này. Chúng ta chỉ chú ý tới tiên tri giả mà chúng ta không nhìn xem trong hội thánh, trong các hội thánh có mục sư giả hay không. Thường thường những cái người mà gọi là mục sư ấy, mục sư giả đó, thì họ sẽ đánh lạc hướng để không khiến cho những người ở trong hội thánh không tập trung đến cái chức vụ mục sư giả của họ, nhưng mà tập trung vào những người tiên tri kia, và để cho người ta không còn tập trung vào mình. Nhưng mà thực ra chúng ta biết rằng là cái gì có thật sẽ có giả. Nếu mà có tiên tri giả thì có tiên tri thật, đúng không? Có tiên tri thật thì có tiên tri giả. Nếu có mục sư thật thì cũng sẽ có mục sư giả. Nhưng mà ít khi chúng ta để ý rằng là trong hội thánh hoặc là trong các hội thánh, ai là tiên tri thật, ai là tiên tri giả, mục sư nào là mục sư thật, mục sư nào là mục sư giả. Bây giờ chúng ta sẽ xem khi chúng ta nói một người là giả, điều gì khiến cho chúng ta nói một người là giả? Khi Chúa nói rằng là sứ đồ giả, tiên tri giả, mục sư giả, giáo sư giả, nhà truyền giảng phúc âm giả, đó là những người của quỷ sai đến. Nhưng họ mặc trong mình cái áo tôn giáo rất là sùng tín. Động cơ ẩn giấu đằng sau của họ đó là bóp méo lời Chúa, phá hủy chân lý và truyền thụ những đạo lý của quỷ Satan. Đó được gọi là những mục sư giả, đó được gọi là những tiên tri giả, những giáo sư giả. Nó khác với việc một người vẫn có thể là mục sư thật, tiên tri thật nhưng họ vẫn nói sai. Nói sai là do đâu? Nói sai là do nhận thức của người đó. Khi một người nói một thông tin sai, điều đó không có nghĩa người đó trở thành giả ngay. Do nhận thức, do học hỏi chưa đầy đủ, cho nên người đó có thể giảng sai. Ví dụ như một tiên tri thật vẫn có thể nói tiên tri sai khi người đó nghe nhầm. Tiếng của mình lại cứ nghĩ là tiếng của Chúa mà người đã nói ra, nhưng cái lời đó là không ứng nghiệm. Điều đó không có nghĩa là người đó trở thành một tiên tri giả. Cũng như mục sư, nhiều mục sư giảng sai kinh thánh, không, điều đó không có nghĩa đấy là mục sư giả, bởi vì nhận thức của ông ta chỉ đến mức độ đó thôi, hoặc ông ta chưa được đào tạo, chưa được học hỏi một cách kỹ lưỡng, cho nên nhận thức của ông ta về một vấn đề về kinh thánh nó bị sai lệch. Điều đó không có nghĩa ông ta là giả. Cái người giả là người đã biết lẽ thật, đã biết chân lý nhưng mà bóp méo đi theo ý muốn của mình để phục vụ cho mục đích của mình và truyền tải những cái ý tưởng của quỷ Satan vào trong. Đó mới là những người giả. Ngày hôm nay hội thánh bị chia rẽ nhau bởi vì rất dễ những người được gọi là mục sư đứng lên giảng đạo và đọc tên những người khác ra để đả kích và nói người này là tiên tri giả hay là giáo sư giả. Chúng ta đừng dễ dàng vội để xét đoán những người khác vì điều đó rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta sẽ xem lời Chúa Giêsu nói. Xin lỗi, lời Kinh Thánh nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu số 3. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu số 3, 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Chúng ta hãy xem. Bởi đó tôi nói cùng anh em rằng ai không có người nào cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa, và cũng không ai nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Chúng ta hiểu gì về câu thánh này? Điều mà sứ đồ Phaolô nói là cái người giả gọi là
sứ đồ giả, tiên tri giả, mục sư giả, giáo sư giả. Những người đó không bao giờ muốn tôn cao Chúa Giêsu. Nếu nói những danh Chúa Giêsu, người đó sẽ nói rất là lướt, nói rất là quà, không muốn tôn cao Chúa Giêsu. Còn cái người mà muốn thực sự thực tâm của họ muốn tôn cao Chúa Giêsu thì người đó không phải là giả. Ở đây chúng ta đấy, nếu như không Thánh Linh không cảm động thì không ai tôn xưng Chúa Giêsu hết. Cho nên nếu một người mà cứ hàng ngày đều tôn xưng Chúa Giêsu thì chúng ta không đừng dễ dàng để kết luận người đó là giả. Cho nên câu hỏi mà một số người đặt ra để hỏi, thế liệu tiên tri Kibu Joshua có phải là sứ đồ, có phải là tiên tri giả hay không? Anh chị em biết không, thường thường những cái người mà kết luận những người khác là giả thì những người đó rất là bất cẩn khi mà nói những cái điều như vậy. Bởi vì theo như sự mặc khải của sứ đồ Phaolô là nếu như Thánh Linh không cảm động thì không ai tôn xưng Chúa Giêsu. Và chúng ta hãy suy nghĩ, nếu như chúng ta nhìn vào một người ngày đêm người ta tôn cao Chúa Giêsu, từ đáy lòng người ta muốn tôn cao Chúa Giêsu, chúng ta dễ dàng để nói người đó là giả được. Trong sách Mác đoạn 9 câu số 38 đến câu số 40, Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng ta đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Xin xem lại, Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi đã từng thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Tinh thần của Giăng, tôi đã nói thời kỳ đầu, đây là thời kỳ đầu đi theo Chúa. Sau khi Giăng đi theo Chúa một thời gian, Giăng trở thành thì không cư xử như này nữa. Đây là thời kỳ trẻ con trong nhận thức. Rất nhiều hội thánh tư duy không khác gì những đứa trẻ con, cư xử giống như là cách cư xử của Giăng. Khi người khác không theo mình, không theo giáo phái của mình, không theo hội thánh của mình, thì mình hạ thấp, mình sỉ nhục. Đó là tinh thần của quỷ dữ, không phải tinh thần của thiên đàng. Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu đáp ứng như nào. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm thất lạ, vừa nói xấu ta được. Hay ai không nghịch cùng với ta là thuộc về ta. Nhưng mà quan điểm của chúng ta là thuộc về ta là phải thuộc ở trong giáo phái của mình, phải thuộc ở trong tổ chức của mình thì mới là thuộc về ta. Còn nó thuộc về giáo phái tổ chức người của người khác là chúng ta sẽ nguyền rủa, ít nhất là không chúc phước cả. Đó là tinh thần của địa ngục, anh chị em ơi. Chúa Giêsu nói: Người nào không chống với ta thì là thuận với ta. Không thể một người vừa rủa xả ta vừa chúc phước cho ta được. Để nói một người là tiên tri thật hay tiên tri giả, hãy thật là cẩn thận và suy xét trước khi làm việc đó. Trong sách Luca đoạn 12, Chúa Giêsu có nói đến một cái tội mà chúng ta phải để tâm. Luca đoạn 12 câu số 10, Luke chapter 12 verse 10. Ai nói nghịch cùng với con người đây là Chúa Giêsu, thì sẽ được tha, song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Thánh Linh thì không được tha đâu. Cái bối cảnh của cái đoạn này đó là lúc Chúa Giêsu đuổi quỷ. Khi Chúa Giêsu đuổi quỷ thì người ta mới nói rằng là người này ấy, không phải đến từ thiên đàng, người này nhờ quyền của Chúa quỷ mà đuổi quỷ. Chúa Giêsu nói nếu như một vương quốc tự chia nhau thì vương quốc đó không thể tồn tại được. Nếu quỷ Satan mà đánh quỷ Satan thì vương quốc của nó sẽ tự tan tành ra. Chúa cho chúng ta biết một nguyên tắc là gì? Không bao giờ quỷ Satan nó ủng hộ cho cái người của Chúa, phải không ạ? Và người thật của Chúa không bao giờ ủng hộ cho quỷ Satan. Khi chúng ta nói một người là giả là thật,
không chỉ nhờ một lời tiên tri người ta nói sai mà chúng ta nói người đó là giả, cũng không phải một lời tiên tri người ta nói đúng người đó là thật, vì thầy nói vẫn có thể đúng và vẫn có thể xảy ra. Người tiên tri thật của Chúa nói vẫn có thể sai khi người đó không nghe rõ lời Chúa hoặc là nhận thức chưa đầy đủ. Đừng dễ vội vàng để kết luận một người là giả, một người là thật, vì nếu không cẩn thận chúng ta rơi vào trong cái tội lỗi mà Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh, đó là phạm đến Đức Thánh Linh thì đời đời không được tha. Và hãy nhớ rằng là ở đây Chúa Giêsu không nói đến người ngoại đạo, vì người ngoại đạo không có Đức Thánh Linh, họ không biết gì về Đức Thánh Linh hết, cho nên không bao giờ có cái chuyện phạm đến Đức Thánh Linh. Câu kinh thánh này Chúa nói cho ai? Chúa nói cho những người Pharisee, những người Israel, những người biết kinh thánh. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói rằng là cái người nào nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh ấy, là Chúa đang nói đến những người ở trong hội thánh đó. Những người giảng kinh thánh, những người biết kinh thánh, những người đọc kinh thánh nhưng mà dễ dàng mồm miệng nói ra phán xét những người khác và nói đến từ quỷ. Anh chị em ơi, hãy cẩn thận, vì nếu không chúng ta rơi vào phạm tội này đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ không được tha. Chức vụ tiên tri là chức vụ luôn luôn đứng bên cạnh chức vụ sứ đồ. Trong Kinh Thánh Tân Ước chúng ta đọc thấy luôn luôn hai chức vụ ấy đi cạnh nhau. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 thì nói thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, sau đó mới là các chức vụ khác. Rồi trong sách Khải Huyền đoạn 18 câu số 20 chúng ta cùng nghe Khải Huyền đoạn 18 câu 20, Revelation 18 verse 20. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc đó, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, hãy vui mừng đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài sẽ phán đó. Cho nên hai chức vụ này đi cùng với nhau, sứ đồ và tiên tri luôn luôn đi cùng với nhau. Chức vụ tiên tri là chức vụ vô cùng là quyền năng, bởi vì chức vụ đó là tiếng nói của Chúa để kêu gọi mọi người ăn năn. Cho nên tiên tri thường bị người khác ghen ghét. Người tiên tri được ví như là cái ngón tay trỏ. Ngón tay trỏ là ngón tay chỉ. Cho nên khi tiên tri đến đâu chỉ tội người ta ra đến đó. Nhưng mà mục đích của chỉ tội không phải để cho người ta khổ thẹn, mục đích của việc chỉ tội để cho người ta ăn năn. Cho nên các tiên tri thường hay bị ghen ghét và đáp giá từ trong thời kỳ của Cựu Ước cho đến thời kỳ của Tân Ước. Khi người Israel tự hào mình là con cháu của các tiên tri thì Chúa Giêsu nói các ngươi tự hào vì mình là những con của những kẻ giết các tiên tri. Chúng ta thấy các tiên tri là tôi tớ của Chúa, và chức vụ tiên tri vô cùng quan trọng, tồn tại từ thời Cựu Ước cho đến thời kỳ Tân Ước và chưa bao giờ dừng cả. Chúng ta có thể nhận được ân tứ tiên tri khi chúng ta vận hành trong các ân tứ tiên tri đủ trưởng thành, thì đến một giai đoạn nào đó, đến một mức độ nào đó thì chúng ta, Chúa sẽ nâng cấp chúng ta bước vào trong một cái chức vụ tiên tri. Khi chúng ta nói đến chức vụ, chúng ta nói đến vai trò lãnh đạo. Còn chúng ta nói đến ân tứ, người đó không nhất thiết phải là lãnh đạo trong hội thánh. Một người có thể là một đứa trẻ con nhưng mà nói tiên tri rất là chuẩn xác ở trong hội thánh. Không có nghĩa cái người vận hành trong ân tứ tiên tri là có chức vụ tiên tri. Nhưng chúng ta nhớ rằng Chúa muốn ban các ân tứ của Ngài cho hội thánh. Nếu chúng ta hiểu điều này, cầu nguyện cho điều này, khao khát cho điều này thì ân tứ đó sẽ được ban cho chúng ta. Hallelujah. Amen.